ca sĩ Nam Quy gây sốt khi ra mắt bài hát năm mới, mỉa mai chính trị Trung Quốc. Ca sĩ Nam Quy gần đây đã thu hút sự chú ý khi phát hành bài hát mới mang tên Hậu Duệ của Rồng, với đầy hàm ý mỉa mai nhắm vào tình hình chính trị Trung Quốc. Là một ca sĩ gốc Hoa sống ở Malaysia, ca sĩ Nam Quy tên thật là Hoàng Minh Chí, chưa bao giờ ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm về chính trị. Năm nào anh cũng sáng tác ca khúc chủ đề Loài Cầm Tinh năm đó. Năm nay là năm Giáp Thìn, nên anh chế tác ca khúc liên quan Hậu Duệ của Rồng và vẫn tiếp tục thể hiện phong cách hài hước châm biếm. Phần mở đầu của MV The People of the Dragon mô phỏng tình trạng của tác phẩm điện ảnh, truyền hình Trung Quốc phải được Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước phê duyệt cấp giấy phép. Ngoài ra, còn có nhiều chi tiết ẩn ý trong đạo cụ và bài hát của MV. Việc dùng cảnh hóa trang hoàng đế mang áo rồng vàng, đeo mặt nạ Winnie the Pooh, hợp ca như châm biếm hoàng đế Tập Cận Bình. Đoạn kết cũng tái hiện cảnh hoang đường có ý mỉa mai liên quan sự kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái nhiệm tại Đại hội 20 năm ngoái với tỷ lệ ủng hộ 100%. Nam Quy còn đích thân giới thiệu ở cuối MV rằng anh rất vinh dự được Chủ tịch đáng kính Tập Cận Bình mời hát và trình bày bài hát mừng năm rồng của văn minh Trung Quốc 5.000 năm, dành tặng cho mọi người Hoa khắp nơi trên thế giới để cùng nhau bảo vệ tôn nghiêm Trung Quốc là hậu duệ của rồng, thì phải luôn nhớ yêu đảng, yêu nước, yêu chủ tịch nước. Chỉ trong một ngày sau khi đăng lên YouTube, MV đã thu hút 1 triệu lượt xem. 4 ngày sau, con số này đã vượt 2,32 triệu lượt, trở thành hiện tượng mới về chủ đề mỉa mai đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay cả nghệ sĩ piano người Anh nổi tiếng Brendan Kavanagh cũng đã để lại lời nhắn mời hợp tác. Name me either come over here to London, write a song about the incident and I'll break it to the Western audiences, okay? Name me, you need to come over here because I know you're big in Taiwan and Hong Kong, but not too many people over in the UK know you. So what you need to do is write a song about the incident. I'll do a part in the song, you do your thing. Come over here and we'll break you to an English audience, you know, because you need to be known over here in the UK. And this is a fantastic opportunity to write about this incident. Nam Quy chia sẻ mỉa mai trên Facebook của mình rằng sức hút của Chủ tịch Tập Cận Bình là không thể ngăn cản. Đồng thời cũng không quên chế giễu những nghệ sĩ sang Trung Quốc phát triển. Chúng tôi chỉ bị đau chân, phải quỳ xuống đất để dễ nhặt nhân dân tệ hơn. Thế thôi, tổ quốc muôn năm. Do trước đó vào năm 2021, ca khúc Trái Tim Pha Lê Fragile, châm biếm cư dân mạng yêu nước Trung Quốc của Nam Quy, đã nhanh chóng bị nhà chức trách Trung Quốc cấm ở Trung Quốc, nên lần này thậm chí anh còn cố tình nhắc nhở ngay tiêu đề tác phẩm: hãy mau nghe sớm, nếu bị cấm sẽ không thể nghe được. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn ca ngợi Nam Quy, người có đầu gối cứng nhất trong làng giải trí. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ anh ấy, Quy Minh Chi là tuyệt nhất. Cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ dân chủ, bảo vệ tự do bằng những bài hát hài hước. Tôi thích những sáng tạo kết hợp thời sự bằng tài năng nghệ thuật riêng mà không né tránh quyền lực. Sau khi Nam Quy phát hành Hậu Duệ của Rồng, nghệ sĩ piano nổi tiếng trên mạng người Anh, Kavanagh, người gần đây vướng vào tranh cãi xúc phạm Trung Quốc. Why you're touching her? Stop touching her! Don't touch her, please. Do not touch her. You are not the same age. Please do not touch her. Please don't touch her. Don't touch her. You are not the same age. Please do not touch her. Stop touching her. Kavanagh cũng đã để lại lời nhắn dưới video: tôi yêu bài hát này. Đồng thời nồng nhiệt mời Quy Minh Chi đến nước Anh cùng quay album. Nội dung video được chuyển thể từ bài viết từ website trithức.vn.net.